Ở Nha Lan không đồ rồi nên bắt luôn à? Cầm thì bắt lên là có khi thì có được một buổi anh mất, mà có khi thì hắn lên tiếng nhắn mình mất lấy một buổi hay là mất lấy một buổi anh mất. Sao còn lên bùi là mất, lên bùi mất. Rất rồi, hắn mới lên lên bùi là nói nhớ lên bùi là hình mất là hay là tiền mất? Hình mất cái tiếng có. Hình mất tiền có. Giờ khỏi được rồi. Mở ra ăn có gì. Đây Thằng thằng sáu mới đẹp. Mới mở ra cái lần chứ mới mở đâu đến mình muốn nằm ngoài. Làm YouTube bởi vậy là ra cái điện thoại cái một tên này. Được nó là nó có thể nó tai nạn nó nhiều Chết rồi. đó à Không đoán đó luôn. tai nạn thế à Vừa qua anh ông cái ông kia đến phố này. Ông hãy đi đánh câu tố, kêu kêu là đánh câu tố, dùng cái thân băng này câu tố đó. có à Thôi Tai nạn tiêu đi thì tiêu má trốn. chết luôn à Chết. Mà khi ông đứng dậy ông nó nhiều nữa là cho cái thằng lái xe đi với tính sai. Ủa nó tỉnh mà không có máu mẹ gì lắm. Rồi, thằng này chứ thằng này có lãnh biệt. Thằng không? Thằng này sẽ lãnh biệt. Lại sẽ biệt nó chứ nó cứ gì biệt nó. Hả? Thằng này sẽ đi đây. Lý nó hơi biệt ngay hàng quái. À. Thường thường người ta cứ lấy cái gì? Cái hầu V6 cũng chạy thì có thể anh trai. Kêu nó rồi mất cái số này nó cái tóc đó à về ông hai giáo thứ giáo kia cái này ông hai đi xe đạp mấy mai đạp à, cái đi xe đạp máy đây nhưng đeo lại đó cái kêu kêu đi xe đạp máy máy đen màu đậm kêu mà người đi dùng nhiều thanh băng đánh tôi tổ cái bên rồi thả nó nghe là lắm hết chết đi rồi cái ông này về đi suối mới dậy nó mới cái cỏ cỏ nó dậy rồi. Cuộc phòng trường đó hả? Trường có cái gì đó? Mô, đi đã mô, đi đưa rồi. Vừa đọc, mà ra như thế con. Cũng mình nghĩ cũng bến tủ giao chút.
hay làng đấy, cái làng Nguyễn Tiến kìa chả. Hả? Học cho thì cái con chó khói mà thôi. Còn thầy đấy có trống lại rất tệt nên biệt những người đó thôi. Thật là thật. Ừ. Thật chậu như thế rồi. Ừ, đối với cái trống xóm ấy, có nhà hay là nhiều nhà mà giờ chả có người trai trại thôi. Thậm chí hình thể chấm ẩn dân hơn như là những người trai trại. Quán bệnh mà vườn thừa đấy bác. Quán bệnh đấy đợi xé ra hay còn xé không? Muốn đâu. Thái chờ được này, thằng này thái chờ được rồi, à vâng. Những cô thái chờ đủ phần của mình. Hả? Vừa như làm gì anh? Còn hơn, không phải làm cái huyền à? Làm thôi, dám làm cái huyền đó nào? Đầm miệt, chứ hình như thối vậy. Nghe là về, về đọc bao hiền. Nên cái kiểu nó xé ra kinh cho con. Đấy, chứ không phải một. Về. Không phải mưa nữa. Thằng nó lại uống, uống, bên, bên uống, lại có bạc có uống. Cũng bệnh. Hả? Cũng bệnh lắm. Ừ. Thái cục. Có bạc á? Chuyện mất mạng bên quán là người lấy tiền. Trời ơi, có lẽ của ông án đấy này, anh ký rồi. Cho có á. Chuyện này có chó quán chào mưa đấy chứ, à, ông bà đáng mỉ. À, mùi như ông bệnh chứ, nó còn bệnh, nó phải đi, nó phải mưa cây. Mưa cây mưa đi. Cái con bệnh này đều đó đó. Mà có phải chắc chết à? Cách mà rồi dù cái tư câu cây không biết chắc gì ra chết. Nên con bò hả? Cũng bệnh cũng hả? Cũng bệnh cũng bệnh cũng bệnh rồi. À ra, cũng nghi. Cũng nghi đó hả? Đã trả, hả lắm. Hả lắm. Ta ăn chuồng à? Chuồng, mẹ đúng là chiếc thờ. À. Mỗi sân trụng những người trên băng nó cũng bệnh như này đừng ham đâu cũng cùng bệnh thái. Tất nhiên nó có đóng thái cà nữa cũng cùng mình lên nữa. Để tôi bán thì cũng có cái dòng mà. Đuổi ra tóc đặng, dán tóc đặng đi.
mà chỉ lát thường bây giờ nghĩ à phải hai lát rồi đấy rồi đấy thế đâu là với cái chiến trường ra này dưới cổ rồi ó rồi cái chuyện thôi cá chấm một gam nắm vừa những nhồi chân dinh à thịt lợn hết rồi à đồ hay là không thấy như người là gì như người đó là gì lên quấn rồi đánh ghi đánh nhá lên quấn rồi đánh ghi đánh nhá điện thoại đâu à không có nhờ trò đấy tôi nghĩ là bài thôi vừa ngủ đi rồi về nữa mày mày nói rồi thôi mày phải tinh nguyên lúc mỗi anh phù hợp đi đó hả nhớ đi mà nhớ nó lâu rồi anh thả thắng qua đây xuống có lên rồi em hát nhưng mà tăng cái nồi giới rồi đúng đoạn này phải trợ như đó đục 5 rưỡi mề tham khảo năm ngoái quên mỗi chồng đôi đấy quên gì chồng đôi cái đồng hải đảo ai bỏ đảo đình đính cái hồi cái kia Mm-hmm.